Mỗi ngày nhìn thấy những quảng cáo giả dối kia, xin hỏi bạn đang gán nghe chưa? Tiên Hiệp từng xem cái nào cũng như cái nào. Tiên Hiệp thú vị khó hơn lên trời. Nói gì mà, trời ơi, online tặng 100 triệu kim nguyên bảo, thần khí tòa kỵ gì đó, vừa nhìn đã biết là giả. Game này của tôi thì khác, tất cả cánh tòa bị trang bị đều có thể nhận được khi đánh boss. Dù là đại gia cũng phải vào phó bản đánh boss. Nếu ngày nào đó may mắn rơi thần khí tốt nghiệp, vậy mới có cảm giác thành tựu. Các anh em nếu xem được video này thì sẽ không tìm được nữa. Nếu anh em thích thì mau tải về đi.